Giang xin giới thiệu, đây là đồng hồ đeo tay size nữ đến từ thương hiệu Bali, một thương hiệu rất nổi tiếng đến từ Thụy Sĩ. Đồng hồ này full box, đầy đủ catalog, sách hộp, ngoại hình đẹp xuất sắc tầm 90-95%. Đồng hồ sử dụng pin, hàng second hand đã qua sử dụng. Size của đồng hồ là 26, cả núm chưa tính núm là size 24. Chiều dài của dây đồng hồ còn full, size dây lên tới 19, nên các bác nào có trọng lượng từ 40kg cho tới 8-90kg vẫn đeo phù hợp. Ngoại hình rất là đẹp, thiết kế sang trọng, vỏ và dây của đồng hồ bằng thép đúc nguyên khối. Mình mua cái đồng hồ này, mình đeo lên tay để đi làm việc hàng ngày, hoặc là mang cái đồng hồ này đi dự đám tiệc đều phù hợp. Các bác có thể mua cái đồng hồ này làm quà tặng cho những người thân yêu của mình. Em quay cận cảnh chi tiết ngoại hình của đồng hồ này cho các bác tham khảo. Đẹp xuất sắc, không có cái điểm gì để chê cái mẫu đồng hồ này cả. Do dây của đồng hồ bằng thép đúc nguyên khối nên thiết kế siêu mỏng, rất là sang, rất là xịn nha. Nhận được cái đồng hồ này các bác sẽ ưng ý ngay. Em quay cận cảnh chi tiết vỏ thép đúc trên cái đồng hồ này cho các bác tham khảo. Chốt phát của đồng hồ rất là xịn nha, làm vắt cạnh như vậy, chính giữa là logo thương hiệu Bali. Em quay cận cảnh chi tiết vỏ và dây của đồng hồ cho các bác tham khảo. Và đây là mặt đáy của đồng hồ, đầy đủ thông tin và số seri của đồng hồ, bộ máy chuẩn xịn Thụy Sĩ cho các bác đeo và sử dụng hàng ngày. Các bác càng mua hàng, càng xem hình ảnh chi tiết, vui lòng liên hệ số điện thoại cũng như là Zalo 0931008099. Kênh YouTube của em là Thi Nguyễn Audio Gia Băng. Địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc. Các bác vui lòng chuyển khoản đủ giúp em, sau đó cho em xin địa chỉ, em bao luôn phí ship tận nơi. Khi các bác nhận hàng không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Size 26 rất là đẹp, rất là vừa tay. Thiết kế siêu mỏng, dây thép đúc nguyên khối rất là sang, rất là xịn nha. Và bây giờ em xin kết thúc clip. Các bác cần tư vấn, cần mua hàng, vui lòng liên hệ số điện thoại và địa chỉ trên bài đăng giúp em.